Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này mình làm một cái video test thử cái con điều khiển 12V 1000W. Đấy. Đây là con điều khiển 12V 1000. Con này có thể chạy được 12 và 24V nhé. 12 và 24V. Đây là một loại điều khiển 12V 1000W và 35A. Đấy. Con này có thể chạy được 24V và giải điện áp của nó thì từ 10V đến hơn 27V. Một số các bạn làm lại điều khiển thì nó sẽ có cái hiện tượng bị ngắt sớm. Đấy. Thì cái video này mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đấy. Con này này thì đây nhé, bắt đầu là từ 10V 7 này là nó đã hoạt động bình thường này. Đấy. 10V 4 này, 10V 3 này, đó 10V 3 là ngắt này, có nghĩa là nó khoảng từ giải 10V này. Mười vôn sáu này, đấy đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất là từ 10,5V. Còn đây là điện, còn đây là sẽ tăng lên điện áp lên đến 24V nhé. Đấy, cái con nguồn này của mình thì lên đến 24V 6 là nó ngắt rồi. Thì con mạch này của nó vẫn hoạt động ở cái giải đến 24V, đến 25V, 26V và 27V nó đều hoạt động bình thường. Nha, nó không hề bị nó không không bị ngắt sớm đâu các bạn nhé. À. Đấy. Đây là 10V 5 vẫn hoạt động này. Đấy. À, mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Đây gọi là con điều tốc 3 pha 12-24V 1000W. Các bạn có thể sử dụng nút vặn ga hay là chiết áp đều được, và nó đều có đảo chiều tiến và lui.